Thưa quý vị, bản tin Việt Nam nối tiếp cho biết Ngoại trưởng của Úc đã trả lời về vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Chính phủ của Úc cam kết làm việc với chính phủ Việt Nam và các tổ chức nhân quyền để thúc đẩy tình hình nhân quyền tại Việt Nam, kể cả việc thông qua cuộc đối thoại thường niên nhân quyền giữa Việt và Úc. Đây là lời khẳng định của Ngoại trưởng Úc Julie Bishop trong thư phúc đáp đề vào ngày 5 tháng 2 gửi dân biểu Úc Chris Hayes. Vị dân biểu này gửi thư yêu cầu bà thúc giục chính quyền Hà Nội trả tự do cho ba nhà hoạt động xã hội là blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Trần Thị Nga và anh Nguyễn Văn Oai. Đồng thời yêu cầu chính phủ Việt Nam cho phép các nhà quan sát được theo dõi những phiên tòa kháng cáo của ba nhà hoạt động nêu trên. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cũng đã yêu cầu Việt Nam cần tuân theo những cam kết quốc tế về nhân quyền mà chính phủ Hà Nội đã ký. Thưa quý vị, nghi phạm bắn chết một luật sư người Úc gốc Việt bị bắt. Một người đàn ông bị cáo buộc đã bắn chết một luật sư gốc Việt ở Sydney, được nhiều người biết tiếng ngay giữa ban ngày khi ông đang ngồi trong một quán cà phê ở thành phố Bankstown tại Sydney, đã bị bắt tại phi trường quốc tế Sydney trong khi đang chờ chuyến bay sang Bali, Indonesia. Theo báo Sydney Morning Herald, thì luật sư Lê Đình Hồ, 65 tuổi, bị bắn chiều ngày 23 tháng 1 tại quán cà phê Happy Cup, từng thuộc quyền sở hữu của ông, trong một vụ được mô tả là giết người máu lạnh ngay giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của nhiều người. Nghi phạm đã bị bắt và câu lưu mặc dù các nhân viên điều tra đang tìm thêm chứng cứ và chưa hoàn tất hẳn cuộc điều tra. Nghi phạm bị áp giải về trạm cảnh sát Mascot đã bị thẩm vấn vào chiều thứ Ba giờ địa phương và bị cáo buộc về tội giết người. Được biết, nghi phạm không được tại ngoại và dự kiến sẽ xuất hiện trước tòa vào ngày thứ Tư 14 tháng 2 giờ địa phương, thưa quý vị. Sách về người đi tù vì hát nhạc vàng đã bị đình chỉ. Sách vừa bị tạm dừng phát hành là cuốn Cung đàn số phận của tác giả Kỳ Duyên Kim Dung do công ty Alpha Books ở Hà Nội liên kết với nhà xuất bản Hội Nhà văn in và phát hành. Cuốn hồi ký kể về nỗi đoạn trường của ông Nguyễn Văn Lộc, người có nghệ danh Lộc Vàng, vào thập niên 1960, gắn bó với vòng dòng nhạc tiền chiến và những nhạc phẩm của Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Đặng Thế Phong, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Thương. Trong bối cảnh mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gọi dòng nhạc này là nhạc vàng, ông Lộc và hai người khác trong nhóm nhạc đã bị bắt giam vào nhà tù Hỏa Lò và sau đó bị kết tội truyền bá văn hóa đồi trụy. Được biết, ông Lộc Vàng bị 10 năm tù giam và 4 năm bị tước quyền công dân. Năm 1973, nhân Hà Nội ký hiệp định Paris nên được giảm án còn 8 năm tù và 4 năm quản chế. Hai người còn lại, ông Phan Thắng Toán bị tuyên 15 năm tù giam, ông Nguyễn Văn Đắc bị tuyên 12 năm tù giam. Chuyển sang phần tin giải trí. Thưa quý vị, album Man of the Woods của Justin Timberlake giữ vị trí number 1 trong bảng xếp hạng US Billboard 200. Ca sĩ Justin Timberlake đã đánh dấu vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng album Billboard 200 của Hoa Kỳ với album mang tên Man of the Woods. Theo dữ liệu của Nielsen Music phát hành vào ngày thứ Hai, đây là album đầu tiên của Timberlake từ năm 2013 đã bán được hơn 242.000 dĩa trong tuần phát hành đầu tiên. Man of the Woods đánh dấu album thứ tư giữ vị trí Billboard number 1 của Justin Timberlake và là album bán chạy nhất ở Hoa Kỳ kể từ album Reputation của nữ ca sĩ Taylor Swift vào tháng 12 năm 2017. Album được ra mắt sau buổi trình diễn Super Bowl vào ngày 4 tháng 2 vừa qua. Phần trình diễn này cũng đã gây tranh cãi với một sự xuất hiện của cố ca sĩ huyền thoại Prince trên màn hình lớn, thưa quý vị. Và thưa quý vị, người dân tại San Jose, California đã rộn ràng chợ hoa ngày giáp Tết. Ngày 10 tháng 2 nhằm ngày 25 Tết âm lịch, VTV San Jose đã có mặt tại Lion Plaza thuộc thành phố San Jose của California để cập nhật những hình ảnh của bà con cộng đồng người Việt đi mua sắm Tết. Ngày Tết Việt Nam không phải là một ngày nghỉ ở Hoa Kỳ, mọi người vẫn luôn rất bận rộn với công việc của mình. Tuy nhiên, những người con đất Việt luôn dành thời gian để sắm sửa và trang hoàng nhà cửa, cũng như chuẩn bị đồ cúng một cách đầy đủ nhất để đón Tết. Và điều đó chứng tỏ rằng dù đi xa quê hương cách mấy, thì những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam vẫn luôn được cộng đồng người Việt gìn giữ và lưu truyền. Với hội chợ hoa xuân cũng vậy, thì cứ đến thời điểm trăng hoa đua nở thì hội chợ hoa xuân sẽ được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt có nơi để tập trung vui xuân, mùa hoa trưng nhà, góp phần gìn giữ nét văn hóa riêng của dân tộc.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức News tonight trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Xin kính chào.